안녕하세요. 안녕하세요. Xin chào các bạn. Mình là Yuna. Mình là Deon. Chúng mình là anh em Go. Go tiếng Hàn của hôm nay chính là. Da da. Go hôm nay chính là cho tôi. 주세요. 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 giống như trong tiếng Việt là cho tôi cái gì đó. Nhưng mà có một cái lưu ý ở trong tiếng Hàn đúng không ạ? Có thể là lưu ý nhưng mà có thể là một cái tip dễ hơn. Vì tiếng Hàn thì không cần phải ghép danh từ như nói trong tiếng Việt. Đúng rồi, ở trong tiếng Việt lúc nào cũng phải có cho tôi tiền, cho tôi bánh. Phải kết hợp với danh từ nào đó ở đằng sau cho tôi đúng không ạ? Nhưng tiếng Hàn thì sao ạ? Nói cho tôi, 주세요 thì nó có thể có một nghĩa là hãy đưa cho tôi nào. Đúng rồi, thế này là các bạn chỉ cần nhớ đơn giản là 주세요 là 주세요 주세요 là cho tôi đi. Ok, thì các bạn hãy xem tình huống của hôm nay để hiểu rõ hơn. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi. Hai, ba, bắt đầu. Ôi giời ơi, đói quá. Đói mà nhà chả có gì ăn. Muốn mua áo mới mà cũng chả có tiền để mà mua áo mới. Làm sao bây giờ? Em ơi, anh về rồi. Ăn cơm chưa? Chưa. Đây là cái gì? À, đây là bánh của anh. Bánh. Bánh, bánh nhưng mà bánh của anh. Bánh của anh cũng là bánh của em. 주세요. 주세요 chứ mà 주세요. Nếu mà em muốn ăn thì em có thể tự đi và mua nhá. Bánh này 주세요. 오빵. Cái gì vậy? Bị làm sao đấy? Em bảo 주세요 thì em nghĩ là anh sẽ đưa cho em à? 주세요. Thôi không được nào. Bánh 주세요. Không được. 주세요. Bị làm sao vậy? Ai 주세요. Bị rồi, sao? Bánh. Nè, không có. Cảm ơn anh. À, không có gì đâu. Đói. Nên anh bảo em là em có thể đi mua về mà. Trời ơi, ý em là cho em bánh chứ đâu phải là cho em hộp. Ok, các bạn hãy nhớ câu của hôm nay chính là 주세요. 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 Mà nói kiểu Yuna tí. 주세요. Có hậu quả nha các bạn nhé. Ok, các bạn hãy nhớ câu của hôm nay là 주세요 và nhớ cả like, subscribe tiếng Hàn của anh em cô. Annyeong.